Con nick bạn tên là Đức Kiên hỏi rằng: Kính thưa Thầy, trong bài giảng Ý nghĩa bảy bước hoa sen, con được biết rằng phàm phu khi nhập thai, trụ thai, xuất thai đều quên hết, không còn biết gì nữa. Bậc thanh văn thì nhập thai, trụ thai còn biết nhưng xuất thai cũng quên hết. Chỉ có bậc Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ thì nhập thai, trụ thai, xuất thai vẫn biết hết. Nhưng con thấy khi sinh ra, Thái tử Tất Đạt Đa cũng sống như một người bình thường, vẫn lấy vợ, sinh con, vân vân, và cũng vẫn phải suy gẫm về những vấn đề trong cuộc đời. Thái tử vẫn phải hỏi người đánh ngựa về những hiện tượng bệnh, già, chết khi đi ra ngoài thành. Thái tử vẫn phải mò mẫm tìm con đường tu đạo và đã sai lầm khi tu khổ hạnh. Nếu Thái tử vẫn còn nhớ và sáng suốt như Bồ Tát Hộ Minh thì sẽ không xảy ra những điều như trên. Con thấy ở đây như có sự mâu thuẫn, xin Thầy giảng giải cho con hiểu rõ ạ. Con xin tri ân quý Thầy. Bạn Đức Kiên có hỏi câu hỏi này, tức là trong Kinh Phật thì có nói khi mà phàm phu chúng ta nhập thai, ở trong thai rồi xuất ra thai thì đều mê muội, đều không rõ biết, đều không tỉnh giác. Nghe không? Ở đây là không tỉnh giác, không rõ biết. Còn ấy, bậc Thánh Thanh Văn ấy, thì nhập thai, trụ thai thì biết nhưng xuất thai thì cũng quên đi. Đó, hàng Đại Bồ Tát, Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ thì nhập thai, trụ thai, xuất thai vẫn tỉnh giác, vẫn biết nào, và có thể nhớ nhé. Đây, bạn này bạn lập luận khi Thái tử Tất Đạt Đa lớn lên rồi đi ra bốn cửa thành và gặp cảnh già bệnh chết, cũng phải hỏi anh Sa Nặc đây là cái gì. Thế rồi lúc đi xuất ra đi tu cũng phải tu qua khổ hạnh như ngoại đạo. Thế rồi thì là sao? Tại sao lúc ấy không nhớ luôn đi để mà khỏi phải tu như thế? Thì kinh thưa đại chúng đã gọi là bậc Đại Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ. Ở đây Thầy nói là việc của Ngài nói thì đúng là bất khả tư nghì. Gọi Phật Thích Ca hay Thái tử Tất Đạt Đa là thị hiện là đúng. Mà đã thị hiện ấy, thì phải giống như người phàm chúng ta vậy đó. Nghe không? Giống như người phàm, đây là cái ba la mật đặc biệt của các Ngài. Giống như chúng ta vậy đó. Chứ nếu mà nói là Ngài biết hết tất cả thì nó không còn cái gì để cho chúng ta học theo Ngài được nữa. Ngài thị hiện giống như một người bình thường, con người bình thường thế này. Thì chúng ta mới học, mới tu theo Ngài được chứ. Đó, cái đó là cái sự thật, thưa đại chúng. Đây là trong cái ba la mật của Ngài nhé. Ba la mật của Ngài, cái này là bất khả tư nghì. Chúng ta không thể dùng cái luận lý như thế này để nói. Thế Ngài để ngồi đấy, Ngài nhớ hết đi, nhớ hết đi, cần gì phải hỏi, phải không? Ngài cũng phải tu, Ngài cũng gặp những cái sai lầm như thế. Ngài phải tu theo ngoại đạo, thì sau đó Ngài mới nói được ngoại đạo là không đúng, khổ hạnh như thế là vô ích, là hạ liệt. Đã gọi là Ngài thị hiện như chân như thật mà. Như chân như thật luôn. Nhưng mà cái nguyện ba la mật của Ngài chắc chắn Ngài sẽ phải thành tựu. Cái này khó lắm đấy, thưa đại chúng. Thầy giải thích cái này, Thầy nói là cũng khó chứ không phải dễ đâu. Không phải là Ngài đóng kịch đâu. Nếu Ngài biết rồi, Ngài bảo tôi giả bộ, tôi làm như thế. Tôi giả bộ, tôi tu theo ngoại đạo. Tôi giả vờ là tôi hỏi anh Sa Nặc là cái đây là người gì. Tôi giả vờ hỏi anh Sa Nặc đây là người chết à, đây là người già à. Không phải đâu. Cái đại chúng đã thấy cái người mà giả bộ thì nó có thật được không? Biết cái người mà giả bộ thì tinh ý là mình phát hiện ra ngay. Cái ông mà đã đóng kịch thì tinh ý là mình phát hiện ra ngay. Nghe không? Mà Ngài là thật như vậy đấy. Đó, Ngài như thật luôn, thưa đại chúng. Nó khó lắm đấy. Cho nên cái ba la mật của các Đại Bồ Tát chúng ta là không thể hiểu, bất khả tư nghì đấy. Bất khả tư nghì. Đương nhiên chúng ta biết Thái tử Tất Đạt Đa là phải tu rất nhiều nhiều kiếp rồi. Và đây gọi là kiếp cuối cùng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì không thể là như chúng ta được. Đại chúng hiểu không? Mọi đức tính phẩm chất của Ngài không thể như chúng ta được. Nhưng mà cái nguyện của Ngài, Ngài thị hiện trong đời này phải như một người bình thường để chúng ta có thể học theo Ngài được. Phải không?
chứ Ngài mà lại coi như là đóng kịch cả cuộc đời thì không phải, mà chúng ta sẽ không thấy cái chân thật của Ngài. Ngài cũng có những cái trăn trở và những cái ưu tư phải như vậy để cho chúng ta đây này, hay bản thân giống như Thầy Thái Minh thế, Thầy cũng học ở Phật và tự nhiên mình cũng có cái trăn trở như Ngài. Ở thấy đúng rồi, thấy già, bệnh chết xong mà mình xót xa cho thân phận mình và mọi người quá. Ai rồi cũng thế, một cuộc đời rất vô nghĩa, vô vị thế này. Wow. Nếu mà Tất Đạt Đa không có những cái cảm xúc như thế để nói ra cho chúng ta, thì làm sao chúng ta mà hình dung ra được, để dẫn dắt chúng ta được, thưa đại chúng. Đó. Cho nên Ngài thị hiện như một con người chân thật, như con người bình thường chúng ta đây này. Wow. Đó, bình thường như đây, để chúng ta mới có thể noi gương Ngài được. Chứ Ngài giống như một ông thần ở trên trời rớt xuống ấy. Ôi, thôi ông này ông là thần rồi, mình không tu theo ông được đâu. À, ông là thần rồi, ông có phải là người bình thường đâu mà mình tu theo. Nhưng mà Ngài như một người bình thường, Ngài rất gần gũi, rất con người như chúng ta, phải không? Nhưng mà Ngài lại có cái vĩ đại trong đó. Thầy nói gần nhất như thời đại chúng ta, như Bác Hồ chẳng hạn. Đại chúng, Bác Hồ cũng rất gần gũi, chứ có gì lạ đâu, đại chúng không? Cho nên mình mới học được Bác Hồ chứ. Chứ Bác Hồ mà từ trên trời nhảy bụp cái xuống dưới trần gian, xong bắt đầu hiện việc này, hiện việc kia, thì Thầy nói ai bắt chước Ngài nữa. Học theo Ngài được, ai đi theo Bác Hồ đâu. Nhưng Bác cũng có là một con người, cũng sinh ra, lớn lên. Thầy nói rồi, Bác cũng có tình cảm, phải không? Đấy, Bác cũng có tình yêu với cô Huệ đấy chẳng hạn. Rồi yêu nước đặt lên trên, phải không? Rồi ra đi, tìm đường cứu nước, rồi lăn lộn, rồi đấu tranh. Rồi như thế chúng ta mới gắn bó với Ngài, mới gần gũi Ngài được chứ. Chứ Ngài như một ông thần mà nhảy xuống đây để cứu đất nước Việt Nam thì chúng ta cũng chả theo Ngài được. Nghe không? Và không học được cái gì ở Ngài. Thì Ngài quá xa cách với chúng ta, xa vời với chúng ta. Còn phải hiện như người bình thường chúng ta. Đó, đại chúng hiểu chỗ này không? Đấy là cái ba la mật của các vị Đại Bồ Tát. Rất là khó đấy, chứ không phải dễ đâu. Nha. Rất là khó. Nói Ngài quên cũng được, mà Ngài không quên cũng được. Chỗ này là cái đặc biệt, cái này phải vào tu thật sâu thì có thể thông cảm được cái điều này, thưa đại chúng. Khó lắm đấy. Anh nói cái chỗ này, bạn này hỏi câu hỏi rất hay đấy, rất hay, nhưng mà cũng là cái khó đấy nhé. Đây là cái ba la mật của các vị Đại Bồ Tát. Wow. Ngài thị hiện như chúng ta đấy.